Hello mọi người. Hôm nay thì bên em đang về mấy cái máy MacBook nữa nha mọi người nhá. Giá tất cả đều dưới 10 triệu cho mọi người tham khảo mọi người nhá. Mọi người nếu mà ai đang quan tâm tìm hiểu về một dòng máy mà mượt mà giá thì rẻ dưới 10 triệu ạ, cho học sinh sinh viên đi làm đi chơi thì mọi người xem ngay video của em nhá. Rồi không làm mất thời gian nữa thì em sẽ lên trực tiếp luôn cho mọi người xem đây. Ngay trước mắt mọi người đây là một mẫu MacBook Pro 2015 mọi người nhá. Với cấu hình cực kỳ mạnh là RAM 16 ạ, ổ SSD là 256 mọi người nhá. MacBook Pro là khoảng có độ 1,56 kg mọi người nhá, 1,56 kg. Đây mọi người nhìn này, các góc cạnh đều đang rất là đẹp luôn mọi người nhá. Máy này đang rất là đẹp đây ạ. Đó, mọi người nhìn theo này. Đang rất là đẹp luôn ạ. Mặt trên này rất là ít xước hay là ám ố gì đó. Ít rất là ít xước hay là cần móp mọi người nhá, cực kỳ ít luôn ạ. Rồi em sẽ bật máy lên để kiểm tra luôn ạ. Đây mọi người nhìn này, mặt bên trong của máy này rất là đẹp luôn mọi người nhá. Với cái bàn phím của nó đang rất là đẹp, chưa bị mờ chữ hay là bị bóng phím đâu mọi người nhá, rất là đẹp luôn ạ. Tôi em sẽ đi qua thấu cấu hình của máy mọi người nhé. Đây là MacBook Pro 2015 mọi người nhé. Màn hình là màn hình Retina rồi mọi người nhé. Rất là nét rồi mọi người này. Bộ xử lý là 2.7GHz mà lại còn này có i5 nội kép mọi người nhé. Rất là mạnh luôn. Bộ nhớ là RAM, bộ nhớ này là bộ nhớ RAM mọi người nhé. 16GB ạ. Đấy. Rất là ok luôn mọi người nhé. Ổ lưu trữ của nó là SSD 256 mọi người nhé. Đây ạ, đến nguồn điện đây mọi người này. Mới sạc có 132 lần thôi ạ. Dung lượng vẫn còn là 5.700 mọi người nhá. 5.700 thì dùng thoải mái cho mọi người tầm 5 tiếng đổ lên mọi người nhá. Khoảng 5 tiếng đổ lên ạ. Màn hình rất là đẹp luôn mọi người nhá. Đây em sẽ test qua màn hình luôn đây ạ. Đây mọi người nhá. Màn hình của nó này màu trắng này, trắng tinh luôn mọi người này, nhìn này không hề có ám hay là lưu hình hay là chết điểm gì đâu mọi người nhá, trắng tinh luôn ạ. Đấy mọi người nhìn xem đẹp keng luôn, riêng màn hình không hề có một chút lỗi nào cả. Rồi tiếp theo em sẽ cho mọi người xem qua màu xanh này. Đấy, màu trắng sang màu xanh này, đẹp chưa mọi người nhìn em. Không hề có một vết nào cả mọi người nhá. Rồi em sẽ đi vào YouTube để test loa cho mọi người nhá. Cái nào ta, đây nghe cái này đi. Rồi đấy, em đã lên một cái mẫu MacBook Pro 2015 mọi người nhá. Rất là đẹp luôn ạ.
từ ngoại hình đến cấu hình mọi người này. Đấy, con này thì bên em đang bán với giá là 9 triệu 200 nghìn mọi người nhé. Với cấu hình là RAM 16 rất là mạnh, nên cho mọi người làm đồ họa hay làm Photoshop các thứ thì đi học thì hoàn toàn ok mọi người nhé, rất là đẹp luôn. Thì ai đang quan tâm đến dòng máy này thì vui lòng là liên hệ cho em qua số điện thoại Zalo là 0982 ạ, 885 ạ, 801 ạ. Không, em xin nhắc lại một lần nữa là 0982 ạ, 885 801 ạ. Em có ghim ở bình luận với lại ở trong mô tả mọi người nhé. Ai quan tâm thì trực tiếp nhắn tin hoặc gọi điện cho em ạ. Rồi tiếp theo em sẽ lên cho mọi người một là mẫu máy nữa là giá chỉ dưới trên 6 triệu thôi mọi người nhé. Một mẫu MacBook, đây là MacBook E 2015 mọi người nhé. Giá chỉ là mức giá chỉ trên 6 triệu thôi mọi người nhé. Bộ nhớ con này là 256 GB mọi người nhé. Rất là đẹp luôn ạ. Đây mọi người nhìn này. Gần như là không xước luôn mọi người nhé. Từ 2015 mà nó còn rất là đẹp luôn ạ. Đây là MacBook E mọi người nhé. Không 10 năm nhưng mà rất là đẹp, mọi người cứ tham khảo này. Đấy, vẫn còn rất là đẹp mọi người nhé. Đây mọi người này, mặt sau đây. Đấy là số series mọi người nhé. Rồi em sẽ mở máy lên để test qua một số chức năng cho mọi người tham khảo nhé. Đây mọi người nhìn này, mặt trong của nó này. Phím còn đang rất là đẹp luôn mọi người nhé. Phím mới chưa hề có mất chữ hay là bóng 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 phím đâu mọi người nhé. Dùng rất là ít thôi ạ. Đây em sẽ đi sâu qua về cấu hình của máy ạ. Đây mọi người nhá. MacBook E 2015 mọi người nhá, màn hình là 13.3 inch nhá. Bộ xử lý là 1.6GHz mọi người này. RAM là RAM 8GB mọi người nhá, con này là RAM 8GB mọi người nhá. Ổ lưu trữ là SSD 256 mọi người nhá. SSD 256 ạ. Pin con này rất là khỏe luôn mọi người nhá. Con này dùng 5 6 tiếng là chuyện bình thường ạ. 5 tiếng là thấp nhất, em đang nói mức thấp nhất rồi ạ. Có thể dùng hơn ạ. Đây pin còn tận 6400 này mọi người này, sạc mới có 67 lần thôi mọi người nhá. Đấy không biết mọi người có nhìn rõ không? Pin còn tận 6400 luôn. 6400 là rất là khỏe luôn mọi người, dùng tầm 6 tiếng là chuyện bình thường mọi người nhá. Đấy. Vẫn rất là đẹp luôn, cấu hình cũng ok luôn, một RAM 8GB mọi người nhé. Con này bình thường mọi người nên like xem, người ta bán có khi vẫn cả chục triệu mọi người nhé. Ngoại hình thì có phẩy một chút thôi, nó ít thôi, phẩy không nhiều đâu ạ, phẩy một chút thôi. Đây, em sẽ test qua về màn hình mọi người nhé. Màn hình rất quan trọng luôn, những con máy của chúng ta mà nó bị lỗi màn hình một cái thôi là mất tầm 40% giá trị rồi mọi người nhé. Lỗi màn hình thôi là mất tầm 40% giá trị rồi ạ. Đây mọi người nhìn này, màu trắng này, trắng tinh rồi này, không hề có lưu điểm ảnh hay là ám hay là ố gì đâu mọi người nhé, hay là chết điểm cũng không có luôn nhé mọi người nhé. Màn hình đẹp đẹp keng luôn mọi người nhé, màn hình không có vấn đề gì cả. Đấy, em sẽ chuyển màu cho mọi người kiểm tra này, qua màu đen này. Đây rất là đẹp luôn đó mọi người nhé. Đó. Rồi em sẽ vào test qua loa mới nị trên YouTube mọi người nhé. Vậy wifi các kiểu cho mọi người xem. Máy vẫn rất là mượt luôn mọi người nhé, nhấn phát là đi luôn, rất là mượt luôn nên là mọi người cứ yên tâm.
lại 90%. Tình yêu đầu ban sơ được phép nhiều cho khi em gặp người. Nắng nhẹ đang êm êm giấc ngủ dịu dàng cho khi em gặp người. Nắng là con đường đi theo. Đấy, đây là MacBook Air 2015 mọi người nhé, RAM 8 của SSD 128 nhé mọi người nhé. Máy đang rất là đẹp luôn mọi người này. Đấy, con này em bán với giá là chỉ hơn 6 triệu thôi mọi người nhé, hơn 6 triệu thôi. Nếu mà ai đang quan tâm đến hai cái mẫu máy này thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại là 0982885801 mọi người nhé. Em có ghi ở bình luận và ở trong mô tả mọi người nhé. Tất cả các mẫu máy này thì đều có máy kèm sạc cho mọi người đầy đủ mọi người nhé, máy kèm sạc đầy đủ luôn mọi người nhé. Bên em thì có chế độ là đổi trả 7 ngày mọi người nhé, bao test 7 ngày. Nếu mà không ưng hoặc là có lỗi gì thế thì có thể là trả máy hoàn tiền mọi người nhé, hoặc là sẽ bảo hành 1 tháng cho mọi người ạ. Đấy, cho mọi người yên tâm. Với các mẫu máy này, MacBook này thì là thiết kế là nhôm nguyên khối cực kỳ sang trọng mà rất là bền bỉ mọi người nhé, rất là ít khi hỏng bạt cho mọi người, nên mọi người cứ yên tâm ạ. Rồi, em xin chào mọi người nhé.